Rồi mình chào bạn nha, chào mừng bạn đến kênh điện tử Nam Duyên, kênh chuyên sẻ kinh nghiệm về sửa chữa máy lọc nước. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cái lõi lọc chức năng của máy lọc nước nhé. Thì cái máy này thì dùng khoảng 6 năm rồi các bạn, thì cũng đã thay một lần rồi, thay một lần bằng lõi của Kangaroo nhé. Đấy, thì hôm nay mình sẽ thay bằng cái lõi của Calofi. Đấy, thì cái lõi Calofi này thì nó sẽ có, nếu mà các bạn lắp tối thiểu nó sẽ có 4 lõi nhé. Đấy, thì các lõi thì nó có chức năng sẵn rồi. Đấy, thì các bạn đọc thông tin ở trên này. Lõi đầu tiên là T33 này, này than gáo dừa này. Đấy, lõi thứ hai là nó ký hiệu là FII này. Đấy, thì lõi này có chức năng là nó sẽ là làm cho cái vị nước ấy, nó sẽ có, nó gọi là nó hạn chế những cái phát sinh từ những vi khuẩn ở bên ngoài. Đấy. Còn lõi thứ ba là lõi nó ký hiệu là min này. Đấy, lõi này là lõi tạo khoáng nhá, bổ sung khoáng chất. Đấy. Và có lõi cuối cùng nó là lõi nano silver này. Là lõi này là lõi nano bạc nhá. Đấy. Thì hiện tại thì chỗ mình cũng đang có sẵn những cái lõi này nhá. Đấy, thì bạn nào cần mua thì cứ liên hệ với mình thì mình gửi cho các bạn. Đấy, thì một bộ 4 lõi này sẽ là 850 nha các bạn nhé. Đấy, thì đây, cái này là hàng chính hãng nha các bạn, về check này nó cũng nó sẽ kiểm tra được nhé. Thì cái bộ này nếu mà các bạn mà gọi cửa hàng về thay ấy, thì người ta lấy không dưới 1 triệu các bạn nhé. Thì thường thường chỗ mình ấy, thì những cái cửa hàng ấy, người ta lắp khoảng 1 triệu, 1,2 triệu tùy vào khách quen hay là khách không quen nhé. Đấy, thì các bạn mua về các bạn có thể tiết kiệm được mấy trăm nghìn. Đấy, thì những cái lõi này thì theo nhà sản xuất người ta công bố ấy, thì chúng ta sẽ phải thay trong vòng khoảng 3 đến 4 năm, chúng ta sẽ phải thay một lần nha các bạn nhé. Đấy, thì thời gian sử dụng thì ví dụ ở đây này các bạn này, người ta nói là thời gian sử dụng 12 tháng hoặc là 10.000 lít này. Đó, thì tùy vào các cái mức độ mà nước mình sử dụng, nhưng mà theo mình ấy, kinh nghiệm của mình ấy, thì các bạn cũng khoảng 32 đến 3 năm các bạn thay một lần. Đấy. Thì trước khi thay thì các bạn khóa bình áp vào cho mình nhé. Đây. Đấy, khóa bình áp vào. Và tháo, các bạn tháo này ra. Tháo cút ra, bỏ hết cái cũ đi các bạn nhé. Đấy. À, mình rút điện các bạn. Bạn cái này là đường nước ra các bạn. Ra vòi này. Đó. Cái T này thì một đường thì nó từ số ra, còn một đường xuống mình áp, thì các bạn tháo ra. Đấy, thì cái lõi này rất là quan trọng nha các bạn nha, bởi vì là khi mà nước mà nó đã lọc qua lõi dầu rồi ấy, thì nó sẽ làm sạch sạch hết các khoáng chất, vừa gọi là có lợi vừa có hại, nó cho ra ngoài hết, thì cái nước mình ra nó dạng như kiểu nước 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 cất đấy các bạn, cho nên là nó sẽ không có vị, không có mùi, không có vị đó. Nên các bạn để ý là nếu mà máy mà mình mà không lọc qua lõi tạo khoáng ấy, uống nước nó sẽ rất là nhạt nhé. Đấy, cho nên nhà sản xuất người ta mới mới nghĩ ra là người ta sẽ lắp vào bù những cái khoáng chất cho máy. Hai nữa là những cái lõi khoáng này này, nó sẽ có những cái lõi ví dụ nano bạc này, nó sẽ ngăn ngừa vi khuẩn phát sinh nhé, trong quá trình mà chúng ta tích ở trong cái bình này này, cho nên là nó rất là cần thiết. Nên là nhiều bạn là cũng không để ý cái này đâu, vì vì là cứ nghĩ là nó sẽ dùng được vĩnh viễn mãi mãi, nhưng mà không không phải nha các bạn nhé. Cho nên là 2 đến 3 năm các bạn nên thay một lần. Đấy, thì nước nhà bạn nó sẽ ngọt hơn nhé. Đấy, bây giờ trước khi thay thì mình phải kiểm tra cái lõi dầu này xem nó chất lượng nó như thế nào đã. Đấy, bây giờ mình cắm điện vào để mình đo nhé. Đó, các bạn. Thì các bạn khi mà các bạn đo chất lượng nước ấy, các bạn đo được trực tiếp ở cái đường ra sau cái van áp cao từ lõi dầu ra trực tiếp nhá, thì nó mới chuẩn nhá. Còn khi mà các bạn đo mà ngay ở cái vòi nước uống ấy, thì khi mà nước nó qua lõi tạo khoáng thì chỉ số TDS nó sẽ có thể lên nhá các bạn nhá. Đấy, thì đấy, bạn nào có cần những cái bút thử nước này thì cứ alo mình gửi cho. Có này rất là tiện các bạn. Lên 74 các bạn ạ. Mình xem được.
Cái này phải dưới 20 mới đạt nha các bạn nhé. Đo lại 5 năm. Cái này nó đang tích ở trong nên nó đang xuống các bạn. Bốn tám mình phải cho nó chạy một lúc nhé. Đấy. Bốn ba cái này màng nó hơi kém các bạn. Để mình tạm dừng khoảng 5 phút mình đo lại xem nào. Đấy, mình đợi khoảng 3-4 phút rồi, tuy nhiên là tỷ số nó vẫn lên quá cao các bạn. Đây này. Các bạn đây là 36. Đấy, tình là tầm này là không ổn nhá. Đấy, và dưới 20. Thì bây giờ mình phải thay cái lõi dầu cho cái máy này các bạn. Đây các bạn này. 34 này. Đấy. Đấy thì cái bút này nó quan trọng như vậy các bạn ạ. Nếu các bạn không biết mà nước nó vẫn ra bình thường. Đấy, đun nó vẫn chưa có vôi, tuy nhiên là nó chưa đảm bảo nhá. Rồi bây giờ mình sẽ phải thay cái lõi dầu cho cái máy này nào các bạn. Đấy, mình sẽ thay bằng thay cho nó bằng cái lõi housing chính hãng nhá. Đấy, cái loại này thì chỗ mình đang bán 450 nha các bạn. Đấy, nó để làm ở trong cái lon nó rất rất là đẹp này. Đó, bóc ra này các bạn. Đấy, mình cho các bạn xem luôn nha, bạn nào đã mua ở chỗ mình thì biết rồi đấy. Đấy, hàng này rất là chất lượng nhá. Đó. Mình chỗ mình bây giờ đang có rất nhiều loại nên là cái này nó lắp được tất cả các loại đời máy nha các bạn nha. Đây này. Đấy, housing này. Housing nha các bạn nha. Đấy. Đấy các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạm dừng video để mình thay cái lõi dầu này cho cái máy đã, sau đó mình đo lại cái tỷ lệ TDS xem cho các bạn xem nha, xem nó xuống thấp thế nào nha. Đây mình đã tháo cốc dầu ra nha bạn nhé. Đấy thì mình sẽ quay từ đầu đến cuối, không là một số bạn lại bảo mình dựng nhá. Đấy, video hơi dài, tuy nhiên là nếu mà bác nào có hứng thú các bạn xem từ đầu đến cuối. Đây cái lõi vừa đây mình mới rồi các bạn. Đấy, mình sẽ thay xong là mình đo trực tiếp cho các bạn xem cái chất lượng nước dầu nó ra nó sẽ như thế nào, gọi là đảm bảo nha. Đấy, lõi cũ của nó này các bạn. Đó. Đấy nha, lõi này cũng là lõi xịt nha các bạn nhé. Đấy, lõi hít này. Hít của Ominsu nhé, cái loại này đắt hơn nhé. Đó. Đây, lõi housing nha các bạn. Nhìn lõi housing nó dài hơn này các bạn này. Đó. Đấy, giống nhau nha. Đấy, mình cho lõi housing mình vào nha. Rồi, bây giờ đến khâu đoạn mà lắp vào thì mình sẽ dừng video. Đấy, này mình lắp vào nha. Mà cũng chả dừng cũng được. Đấy, nó video nó hơi dài, các bác nào mà muốn xem thật sự ấy, thì các bác cứ chịu khó xem video, còn các bạn nào mà sốt ruột thì các bạn có thể là tua đi cũng được. Đấy, mình quay quá trình làm trực tiếp. Đấy, nếu mà các bạn mà không có bút kiểm tra nồng độ nước mà các bạn cứ thay lõi tạo khoáng vào thì coi như là cũng không có tác dụng nha. Bởi vì là khi mà nước nó vẫn lẫn tạp chất ấy, thì nó sẽ làm giảm tuổi thọ của cái lõi, những cái lõi tạo khoáng, lõi chức năng kia. Đấy. Cho nên là khi mà các bạn mà mới vào nghề ấy, các bạn đi sửa ấy, thì các bạn nên kiểm tra tổng thể cho cái máy cho khách nhé. Đấy, xong là mình tư vấn cho khách. Đấy, mình tư vấn xong là mình có thể là gợi ý cho khách thay này nọ. Đấy. Chứ các bạn thay, các bạn đi sửa mà các bạn không kiểm tra một cách tổng thể thì đến lúc mà có vấn đề phát sinh ấy, thì người ta lại nghĩ cái linh kiện của mình nó không đảm bảo. Cho nên là các bạn đi ví dụ yêu cầu đi thay lõi 123, các bạn cũng nên mang bút thử nước đi, xong là thử cái chất lượng nước cho người ta.
đấy, hoặc là kiểm tra lỗi chức năng xem là nó qua hạn sử dụng chưa thì mình tư vấn. Đấy, nhiều người người ta sử dụng là người ta không biết sử dụng thôi, người ta không biết gì, nên là mình là người thợ thì mình phải tư vấn cho khách, đấy quan trọng các bạn. Bởi vì mình chưa có chuyên môn thì mới dễ thôi. Bây giờ mà người ta chỉ biết 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 dùng thôi, hoặc là nhà chỉ có đàn bà trẻ con nhưng là người ta không biết thì mình cũng phải tư vấn đấy. Kiểm tra tuần tự cho người ta, nếu mà hỏng thì mình thay, còn không thì cũng rất là tội nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm điện và mình sẽ thử nha. Đây nha các bạn nha. Này, đường ra này các bạn. Đây, nước dầu ra các bạn nhé. Nào, mình thử các bạn. Thế các bạn lưu ý là khi mà thay vào ấy thử thì nước nó cái TDS nó chưa xuống luôn rồi nhé, nó rất là cao này các bạn xem này. À đây nó xuống tận 18 rồi các bạn. Đó. Nó sẽ tụt dần nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn phải để khoảng 3 đến 5 phút thì nó mới chuẩn nhá. Đấy, các bạn thấy là nó xuống tận 0,9 rồi các bạn thấy nhỉ. 09 này vừa nãy là tận 34 35 đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ đo xem là cái độ tinh khiết của cái màng housing này nó xuống đến bao nhiêu các bạn nhé. Đấy, 08 này. Đấy, 08 này các bạn. Video nó sẽ rất là dài, nhưng mà tuy nhiên là mình làm này mình cũng muốn là mình đánh giá những cái lõi RO mà mình gửi cho các bạn luôn. Đấy. Đây để các bạn tin tưởng đây 05 này các bạn thấy chưa? Đấy, nó gần như là bằng nước cất luôn các bạn nhé. Hàng của mình gửi đi nó rất là đảm bảo nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng. Đấy, 04 các bạn này. Đấy, vừa nãy là 35 là các bạn thấy là nó quá là cao rồi. Nếu mà mình không kiểm tra coi như lắp lõi tạo khoáng vào không không, không tác dụng nha các bạn nhé. Đấy, nó 04 này các bạn, 04 đến 08 là được nhé, là riêng lõi ao sinh. Đấy thì mất khá nhiều thời gian các bạn, tuy nhiên là mình làm này cho nó khách quan nhé. Rồi bây giờ mình sẽ rút điện ra, mình hướng dẫn các bạn đấu lõi thợ khoáng. Đấy, để lắp thì cái lõi T33 này các bạn sẽ là cái đường mà bắt đầu từ vào RO ra nhá. Để nó chia xuống bình áp một đường đấy. Đấy, ở đây thì khi bán thì mình có đủ phụ kiện cho các bạn nhá, để toàn cút nối nhanh nên là rất là dễ thao tác thôi. Đây, đường RO ra này các bạn. Các bạn cắm vào đây thôi. Đấy. Đó. Còn cái này từ bình áp này, xuống bình áp này các bạn. Dây từ bình áp này. Đấy, các bạn cắm vào đây. Đó. Còn cái đây cái da cuối cùng này các bạn. Nó là lõi nano silver nhá. Đây này, nano bạc. Này, đường ra đây các bạn. Đấy thì các bạn cắm vào. Rồi các bạn gá vào đấy. Thì khi mà bán thì mình cũng đã có những cái cài này sẵn nhá. Đấy, và khi mà lắp xong vào thì các bạn xả đi khoảng 15 phút để nó sục rửa những cái chất bảo quản ở trong này nhá. Đấy thì nó sẽ đảm bảo, sau đó các bạn mới mở bình áp cho nó nước nó vào. Đấy thì video cũng hơi dài rồi thì mình tin tạm dừng ở đây. Đấy thì bạn nào có nhu cầu về những cái lõi tạo khoáng hoặc là lõi chức năng này 5678 này thì các bạn alo thì mình gửi trực tiếp các bạn nhé. Báo giá luôn một bộ 4 lõi trên này như này các bạn là 850k nhá. Đấy, còn các bạn lấy 3 lõi 567 là 600.000. Thêm lõi thứ 8 là nano silver ấy, thì thêm 250 nữa nha. Đấy. Thì địa chỉ của mình vẫn vậy, các bạn cứ alo và Zalo và số điện thoại mình để ở dưới phần dưới mô tả video nha. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn thành công nha.